Kênh YouTube Đồ Xưa Lợi Nguyên kính chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn nha. Xin chào anh Lơi. Xin mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Đồ Xưa Lợi Nguyên. Tiếp tục hôm nay thì em có sưu tầm về một số tác phẩm để giới thiệu và giao lưu với bà con mình nha. Thì có bộ bàn rất là to nha bà con, tay lớn nha, khoảng mười mấy. Ở quà tủ thờ, ghế nghi cũng như là những mặt hàng đồ gốm châu Âu, gốm Tàu cũng như là gốm Nam Bộ nữa nha bà con. Và đồ đồng các loại để giao lưu với bà con của mình. Qua số điện thoại em 0772 8772 78. Thì cửa hàng của em thì nằm ở tuyến quốc lộ 91 của khu vực Thế Hưng, phường Long Hưng, quận Long Môn, thành phố Cần Thơ. Rất mong bà con mình ghé ủng hộ nha. Thì em cũng cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã ủng hộ trong những cái clip vừa rồi nha bà con. Thì hôm nay em có về một cái bộ bàn khá là lớn nha, loại ra tay đại nha bà con, rất là lớn. Bộ này thì tổng cộng gồm tới là 10 món lần nha. 10 món gồm 4 cái đôn, 4 cái ghế đơn và một băng cái dài và một cái bàn dài nha. Gỗ là chất liệu gỗ gõ nha bà con. Cái này thì hàng cũ rồi nha. Hàng này khoảng tầm 3-40 năm. Hàng theo thời gian 5 tháng nha, khá là đẹp. Mộc mạc vẫn còn nguyên si đó nha. Bà con mình có nhu cầu nhà ý thì em cũng có thể làm bóng lại cho bà con của mình sử dụng những ngày Tết luôn. Bộ này mình có chu vi rộng á, mình trưng bày vô nhìn rất là đẹp và lực lượng nha bà con. Thì em sẽ đo từng cái chi tiết một cho bà con của mình xem và tham khảo nha. Thì đầu tiên là một cặp đôn lùng nè. Đôn lùng thì có cái chiều cao thì em đo là 41 đi nha. Mặt đôn này có cái đường kính vuông em đo luôn là lên tới 39. Và mỗi cái chân đôn độ dày của nó lên tới là 9 phân. Chân đôn dày 9 phân nha. Hàng thì lành lặn liền lạc, chân đôn là đầu lăn, chân móng rất là đẹp nha. Đôn thì em có 4 cái đôn, thì có hai cái đôn cao nè, em sẽ đo kích thước báo bà con mình luôn nha. Đôn cao này thì em có một cặp đó nha, chiều cao này thì em đo lên tới là 56. Chiều ngang của cái đôn á là nó là 39 nè, nếu mà đo phủ bì luôn là tầm 40 luôn á. Tổng cái chiều dài này em đo là phủ bì 60. Dăm gỗ đều là dăm tự nhiên hết nha bà con, rất là đẹp nha. Hàng thì làm tích liền lạc theo thời gian 5 tháng. Gỗ của nó là khô ráo theo thời gian toàn bộ hết rồi, mình xài sử dụng yên tâm, không còn sợ nứt xé hay co nhóc gỗ nha, không dên gì hết thôi nha. Khá là đẹp. Còn băng ghế dài thì em đo luôn cho bà con của mình luôn nha, băng một cái bàn dài. Bàn này thì có cái chiều cao em đo là 56 nha. Cao của bàn là 56. Tổng cái chiều dài cho cái bàn này nó lên tới là 145 phủ bì. 145 phủ bì nha. Chiều ngang cho cái chiếc bàn này là 63. Khá là dày nha. Khá là dày. Đó, diềm bàn thì độ dày của nó tới 3 phân lận nha. Cái diềm bàn khung thành ngoài nè, nó dày 3 phân lận. Bà con của mình xem qua giúp em, con gỗ của nó mộc mạc tự nhiên. Cái lá giữa thì em độ nó dày khoảng phân rưỡi 2 phân rồi nha. Diềm này cũng khá là dày nè, diềm này cũng dày khoảng 3 phân nữa nè. Diềm này dày lên là 3 phân, cái này cũng 3 phân nha. Và cái chân bàn này lớn nhất là một tấc. Chân bàn lớn nhất một tấc nha. Hàng theo thời gian nha bà con, gỗ theo thời gian. Còn ghế đơn như thế này có 4 cái ghế đơn. Được chạm đục cái tích là chim hoa. Những cái đó hoa, nụ hoa rất là đẹp nha. Bà con mình xem đây, rất là dày dặn luôn. Chiều cao mỗi cái ghế như thế này nè, em đo lên tới 117 lần nha. Cao 117. Chiều ngang cái phần tựa lưng ghế như thế này là lên tới 95 phủ bì. Và chiều ngang hai cái tay nè, hai cái tay này chiều ngang là 87. Độ sâu của ghế em đo phủ bì là 61 nha. Từ mặt đất lên vị trí mình ngồi nè là nó cao là 42. Chân ghế này thì mỗi chân cũng 10 nha, chân 10 phân. Chạm đục là những cái bình hoa, ở trên là những cái tích chim hoa nha. Chạm đục nổi thủ công nha, khá là đẹp. Cái độ dày của cái thành này sau lưng này ra là 10 phân. Cái độ dày 10 phân nha. Tay này thì em sẽ đo cho bà con của mình về cái hoành để bà con mình ước lượng nó lớn cỡ nào nha. Này khá là to rồi. Hoành này là 39. Hoành 39 nha. Còn tay này ra là tay 11. Tay 11 nha bà con. Phủ bì là tầm 12 đó nha. Phủ bì tầm 12. Rất là dày. Chắc chắn luôn, mặt sau lưng nào luôn xem. Cái bộ này thì em để nguyên thủy của nó, cho nên em chưa có mà xả đánh bóng vệ sinh gì nha. Bà con mình có nhu cầu cứ liên hệ qua bên em, có thể xử lý cho bà con của mình. Đánh bóng hoàn toàn mới là vẫn được nha, xả ra đánh lại cho bà con mình xài sử dụng tết luôn. Còn có một băng ghế dài. Một cái băng ghế dài nha, băng ghế đại nè, rất là lớn và nặng. Bà con mình xem đây, em cũng đo kích thước báo với bà con mình luôn. Với chiều cao tổng em đo lên tới là cũng là 118 phủ bì nha. Đây chiều dài từ mặt bên đây qua tới mặt bên kia. Phủ bì cả hai tay là 2m06. 2m06 nha. Sâu ra lọc lòng như thế này là nó lên tới 56. Sâu lọc lòng 56. Lá giữa một lá.
đây nó dày em độ khoảng 1,5 phân tới 2 phân, nó dìm thì dày 3 phân, nó thành này thì dày 1 tấc nè, nó thành dày 1 tấc chạm đục chim hoa nha. Đó, bà con của mình xem khá là đẹp luôn. Đó, gỗ mộc mạc nha bà con, văn gỗ còn tự nhiên mình xem qua có thể cảm nhận được nha. Ở mặt ghế ngồi là văn gỗ của nó đây nha. Đó, bà con mình xem hàng thì em bao làm tích liền vàng, nó chỉ có là cái màu cổ nó theo thời gian theo năm tháng thôi. Đó, cho nên bà con mình có nhu cầu để nguyên thủy thì em để nguyên thủy, không thì mình có thể xả ra và đánh lại, nó làm hoàn toàn cho bóng mới vẫn được. Đó, thì bộ này mình đánh lại thì ước lượng cũng vài triệu luôn nha bà con, chứ không dưới nha. Nói gì bộ này nó nhiều món thì nó lớn nó to nữa, nó gần là nó tới 10 món mà. Đó, cho nên cả công mà mình làm là chi phí đó, vệ sinh là toàn bộ hết đó nha. Đó, cũng cao, cho nên bà con mình có thể thương lượng qua cái số Zalo giúp em để em hỗ trợ cho bà con của mình xem thêm những cái bộ bàn này nha. 4 cái ghế đơn to nha và 1 phân ghế dài, bà con mình xem nha. Em ngồi được cái phân ghế dài thì khá là rộng và khá là lớn đó. Thì cái bộ này giá em giao lưu với bà con của mình hôm nay nha là chỉ 65 triệu thôi nha bà con. 65 triệu bên em bao ship cho bà con mình là toàn quốc nha. Đó, bao ship toàn quốc, còn bà con mình có nhu cầu xả đánh bóng mới lại thì liên hệ bên em thương lượng thôi nha. Vì bộ này lớn lắm, nếu mà bên em bao con mình đánh bóng thêm nữa thì phí nó cao lắm. Đó, bà con mình hỗ trợ qua Zalo giúp em. Đó, còn bà con mình nếu mà có nhu cầu nhã ý cứ liên hệ qua số điện thoại để em hỗ trợ tư vấn, chụp hình gửi thêm hoặc quay video trực tiếp. Đó, nếu mà ở gần thì đến trực tiếp cửa hàng để mình xem một tham khảo nữa nha. Mã số 2E này thì em có một bộ lư vuông. Bộ lư này là hàng chỉnh xưa nha. Hàng này thì tuổi đời khá là sâu tuổi, nó muốn gần cổ rồi nha bà con. Lăn đập trái châu. Ở lư vuông thì cái mẫu mã như thế này thì rất là ít, rất là hiếm nha. Đó, bà con mình xem rất là hiếm tiền. Thì cân nặng của em đã cân hạo rồi, nguyên tổng nguyên bộ của nó là 21kg luôn nha. 21kg. Đó, đồng này mình về mình đánh bóng vệ sinh lên giùm em thì lên màu đồng nữa là vàng thì rất là đẹp. Cao này tổng em đo là tầm 53 thôi, cao 53 nha. Ngang của cái lư này cả hai tay may này luôn nha là 38. Đó, còn chân đèn này có cái chiều cao lên tới là 52, đường kính mặt mâm chân đèn này nè là nó 27. Đó, khá là dày và nặng thì cái này theo thời gian lâu nó cũng có lỗi chút xíu chỗ cái chân đèn này nha. Đó, bà con mình xem đây. Đó, nó bị lủng một chút xíu chỗ này. Đó, cũng như là mỗi năm á, hàng lư này nói chung là từ 70-80 năm trở lên. Đó, thậm chí có thể cả 100 năm cho cái bộ lư này người ta đánh hàng năm hoài. Đó, cho nên nó mỏng đi nhiều khi nó cũng có chỗ nó bị lỗi chút xíu này thôi. Đó, nhưng mà nó nặng tới 21kg, hàng này nói chung là em bao là chuẩn xưa nha, chuẩn xưa cho bà con mình từ 70-80 năm trở lên, nặng 21kg. Em giao lưu cho bà con mình bộ lư này có giá là 24 triệu nha, bao phí ship toàn quốc cho bà con mình luôn, 24 triệu nha. Mã số 3 thì có một cây ghế nghi, ghế nghi thờ nữa nè. Đó, gỗ đỏ, cạnh ốc là cũng là đỏ lửa vàng chanh luôn đó bà con mình xem. Ốc này là ốc chất lượng nha. Đó, bà con mình xem qua giúp em. Đó, mặt thì mặt ở giữa là mặt liền một lá, dìm cũng khá là dày. Đó, và những cái ốc vàng chanh này mình nhìn có thể cảm nhận được nha. Đó, ốc này là ốc chuẩn nha. Với cái chiều cao của cái ghế nghi này em đo là 117, chiều ngang của cái ghế là 70 và tổng cái chiều dài của cái ghế mặt ghế này là 127 luôn nha. Đây, dìm này thì chiều dày của nó là 3 phân, chân bàn này em đo là 8 phân nha, 8 phân vuông. Đó, dìm còn dìm bên dưới nè, mỗi cái dìm này nó dày là hơn phân rưỡi, gần 2 phân củ bì luôn đó. Đó, ốc đỏ lửa vàng chanh xanh thiên lý, rất là đẹp nha bà con. Đó, hàng thì lần lặn liền lạc nha. Đó, tuổi đời nó, cái nghi này tuổi đời nó không dưới là 40-50 năm, chất liệu là gỗ đỏ. Đó, bà con mình xem cứ về kiểm tra hàng thoải mái, mình về mình dùng giấy nhám mình chà cái thòng bên trong thôi, mình có thể kiểm tra cái mộc gỗ nó, mình nhìn mình sẽ cảm nhận được nha. Đó, bà con mình xem qua giúp em. Thì cái này thì người ta cẳng là ba mặt, hai mặt bên hông đó và mặt phía trước nha. Cái này nó dày dặn chắc chắn hơn nữa nha, kịch cộm hơn những cái trước mà em giao lưu cho bà con của mình, giới thiệu bà con mình đó. Đó, cẳng là tơ tóc mặt sau lưng đây nè, nó liền lạc nè, gỗ bà con mình xem nha, rất là dày, cái diềm sau lưng này cũng làm dày nè. Đó, thì chiếc ghế nghi thờ này em giao lưu với bà con mình giá là 31 triệu nha. Cái này loại đại nha bà con, loại lớn nha. 31 triệu về kiểm tra hàng, ốc đặt chất lượng bà con mình nhận, không ốc thường thì cứ hoàn về cho em luôn. Em bao chuẩn cho bà con mình cứ yên tâm nha. Đó. Và mã tiếp theo số 4E là một cây tủ thờ. Một cây tủ thờ khá là đẹp nha. Cây này thì nói chung cũng đã được làm lại rồi, đã được sơn làm bóng sạch sẽ, vệ sinh lại rồi, đã đánh vào phi lại rồi nè bà con mình nhìn mình biết nha. Đó, hàng là sạch sẽ sáng bóng, mình về mình sử dụng luôn. Hàng này cũng là hàng xưa nha, 50-60 năm trở lên, cho nên thì đã được nhà người ta đã làm sạch sẽ sáng bóng lại luôn á. Đó, cẳng là ốc là rất là dày dặn, ốc rất là kín luôn á bà con mình xem nha. Rất là nổi bật. Cái này mình nhìn bên ngoài nhìn đẹp đó nha bà con, rất là sáng nha.
cảnh cái tích giữa là Hồng Kông Phú Quý nha. Đó, Hồng Kông Phú Quý rất là đẹp, ốc là khỏi chê. Đó, hàng thì làm tích liền lạc, chất liệu này của nó là gỗ gõ. Đó, cái mặt toàn bộ đều là gỗ gõ, chỉ có cái dách lưng thôi nha. Còn dưới cách dách lưng là gỗ thao lao. Đó, bà con mình xem nha, còn nguyên cây này đều là gỗ gõ hết nha. Đó, bà con mình xem từ dìm cho tới những cái mặt khác mà người ta cẳng là không chê vào đâu được. Với cái chiều cao tổng này thì em đo lên tới 155 luôn nha, tổng là chiều cao 155. Chiều ngang của cái tủ như thế này em đo là 60. Và tổng cái chiều dài của cái tủ này nha, chiều dài nó lên tới á, đây đó, chiều dài của tủ này lên tới là 140. Đó, dài tủ là 140 nha. Đó, gỗ gõ toàn bộ hết này, rất là dày. Đó, rất là dày nha, dìm thành ở trên mặt tủ này nè, nó dày là 2 phân rưỡi, gần 3 phân, tầm 3 phân là. Đó, dách này là dách thâu lao nha. Đó, có sao thì em báo cho bà con mình thấy, chỉ có dách lưng thôi, còn những cái mặt này đều là gỗ gõ hết. Đây, cửa thì mở bên hai cánh hai bên. Đó, bà con mình xem đây, văn gỗ một mặt của nó đây. Đó, nhìn cái loại gỗ mà nhìn có thể cảm nhận và đánh giá được nha. Đó, cái thùng rất là đẹp, hàng này đã được làm sạch sẽ sáng bóng rồi, mình về mình xài sử dụng thôi, không cần làm thêm. Đó, bên em bảo hành bao cho bà con của mình xài theo thời gian 5 tháng luôn. Đó, bà con mình xem nha, khá là đẹp nha, từ chi tiết nhỏ cho tới ốc nè, chân là chân báo huệ tôn. Đó, chân này thì cái độ dày nhất của nó là 8 phân. Đó, không chê vào đâu được từ ngoài tới trong nha. Em giao lưu với bà con mình chiếc chủ thờ này có giá là 38 triệu bao phí ship toàn quốc cho bà con của mình. Đó, về cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi mình nhận hàng luôn. Và mã tiếp theo số 5. Đó, thì em có một cái chiếc bình gốm sứ châu Âu. Đó, bình sứ châu Âu nha, được người ta đắp nổi nè. Đó, và người ta vẽ vàng, viền vẽ vàng rất là đẹp, đắp là những cái trái lựu nha, nhìn nè. Đó, và cẳng lên đây là những cái viên đá pha lê, nhìn rất là đẹp nha bà con, nhìn rất là sang trọng. Nói chung là hàng này là hàng hiện đại châu Âu nha. Chiều cao tổng thì em đo lên tới 46, miệng có đường kính là 20, và bụng này, hoành này thì em đo là 73. Đó, hàng thì làm tích nguyên dạng không lỗi lầm, chiếc bình này gốm sứ nha, em giao lưu giá là 3,5 triệu. Mình trưng bày hoặc là mình cắm hoa cũng vẫn được, vẫn đẹp nha bà con. Mã số 6E, một cái chiếc bình khá là đẹp nữa nè. Bình này là bình thấu quang luôn á, mình dùng ánh đèn mình gọi lên nó sẽ thấu quang, cũng là hàng Âu nha, được đắp nổi rất là đẹp. Với cái chiều cao này em đo lên tới là 36, miệng đường kính là 9 phân, hoành bụng này của nó em đo là 59 thôi. Hàng thì nguyên dạng lành lặn nha, hàng hiện đại gần đây, không cổ không xưa, giao lưu bà con mình giá là 2.800.000 nha, 2.800.000 đồng. Và mã tiếp theo số 7, em có một cái bộ ấm trà nè, gốm tàu nha bà con. Gốm tàu khá là đẹp, 6 cái ly, một cái ấm và một cái khay trà đại luôn. Cái bộ này nhìn bên ngoài rất là duyên và to lớn nha. Cái đường kính này á, thì em đo lên tới là 30 luôn nha. Đường kính cái khay á, chiều cao cái ly là 7 phân, miệng ly có đường kính em đo là 6 phân, ly nè bà con mình xem khá là lớn. Vẽ cái tích là sơn thủy nha, rất là đẹp. Đó, có mây, có sông, có suối nha, có núi rất là đẹp. Hàng thì lành lặn liền lạc, cái ấm của nó là cũng chiều dài em đo hảo thôi là 15 ấm, nhìn rất là duyên nè. Bà con mình xem đây nha, chôn đế đây. Cái này mình về mình vệ sinh là mình có thể xài sử dụng được. Những cái ly này mình uống trà thì rất là lớn nha. Đây cái khay mình có thể đựng cho nó gõ nước bên trong. Lật cái đế cho bà con mình xem luôn nha, khá là đẹp cho cái bộ này. Và sang nữa. Những cái mẫu mã như thế này rất là ít, rất là ít nha bà con. Cái bộ này em giao lưu giá bà con mình chỉ 1,7 triệu thôi. 1,7 triệu thôi nha. Bên em bao ship và bao kiểm tra hàng. Mã tiếp theo số 8F là thì em e này thì em có một cái cặp bình cũng gốm tàu. Vẽ cái tích là bà con mình xem nha, tích người. Tích này thì em nhìn ra thì em chỉ cảm nhận là tích người thôi, còn bà con mình tư duy nha. Mình có thể cảm nhận ra. Chiều cao cái bình này em đo lên tới 44, miệng có cái đường kính 15, hoành bụng như thế này là 67. Hàng bà con mình xem vẽ màu nha. Hàng tàu cũ, tuổi đời khoảng tầm 20-30 năm đổ về, nó không cổ không xưa nha. Nói chung hàng cũ sưu tầm thôi, chôn đế mộc 6 chữ rất là đẹp. Một đôi này không hề lỗi lầm, nứt gió hay bể dở chỗ nào nha. Về cứ kiểm tra hàng, có vấn đề gì liên hệ bên em. Cặp này giá giao lưu chỉ 2,6 triệu thôi, 2,6 triệu thôi nha. Mã số 9 thì em có một cặp ché rất là đẹp nữa nè, ché tàu vẽ cái tích là hạt nha bà con. Mai hạt rất là đẹp nha. Đây là những cái cành hoa mai đào nè và những cái chú hạt nha. Tổng cái chiều cao ché này thì em đo 56 nha. Em đo theo đường chim bay, còn quanh bụng là 103. Vẽ bà con mình xem nha. Vẽ kỹ thuật cao, không chê vào đâu được. Hàng này cũng 20-30 năm đổ về thôi, không cổ không xưa nha, nói chung là hàng cũ. Đây những cái này mình về mình trưng bày sặc sỡ rất là đẹp, nói gì người ta vẽ nhìn rất là hồn. Vẽ kỹ thuật rất là đẹp nha. Một cặp lành tích liền lạc cho bà con của mình xem.
Đó, đôi này giá em giao lưu hôm nay cho bà con của mình là 4 triệu thôi nha, 4 triệu đồng. Đó, em bao ship toàn quốc, cái này làm thanh lý cuối năm nha. Chứ cặp ché mà giá kỹ thuật như thế này thì giá này nói chung là không có mềm được nha bà con. Đó, giá này em để bà con mình như thu hồi vốn cuối năm luôn. Mã số 10 thì em có tổng cộng là 10 cái chén tàu đó nè. Đó, bà con mình xem nha. Đó, chén này đó, bà con mình xem gọi là chén ngũ sắc. Đó, đường kính mỗi cái chén này thì em đo là 12, chiều cao của mỗi chén là 6 phân. Vẽ rất là đẹp nha, trông đế bà con mình xem đây nha. Đó, đây là một cái loại gốm này, gốm tàu, cũng là loại gốm giang tây. Hàng thì hàng giang tây mà đời thập niên 80-90 hàng trước đó nha. Đó, bà con mình xem hàng thì nguyên dạng, không có lỗi lầm nứt mẻ gì hết. Đó, bộ này giá vô lưu là 1,5 triệu cho 10 cái nha bà con, 10 cái 1,5 triệu. Và mã tiếp theo số 11, em có một cặp ché tàu nữa nha. Đó, vẽ cái tích bà con mình xem nha. Đó, chim, một cái đôi chim tước nè. Đó, khá là đẹp, chim chỉ nha, chim chỉ hoa đào nha, rất là đẹp luôn bà con mình xem. Đó, chiều cao của mỗi ché như thế này thì em đo lên tới là 25, hoành bụng này thì lên tới 46 nha. Hàng này cũng hàng cũ rồi, cái nào xưa lâu tuổi đời thì em sẽ báo bà con của mình. Hàng này thì tuổi đời nó khoảng 20-30 năm đổ về mình thôi. Đó, nói chung là hàng cũ sưu tầm thôi, không có cổ không xưa. Đó, những cái nào xưa em báo xưa nha. Cái này giá em vô lưu là 700.000 cho một cặp, em bao ship toàn quốc luôn, 700.000 đồng. Số 12 là một cái ché đắp nổi nè, đắp gồng quấn quanh thành ché luôn nha bà con. Đó, men gạn. Đó, cái này tuổi đời cũng khá là già nha. Đó, bà con mình xem qua giúp em. Với tổng cái chiều cao này em đo lên tới là 30, hoành bụng này của nó lên tới là 80 nha. Đây bà con mình xem bên trong người bên ngoài đây, hàng này cỡ từ 40 năm trở lên. Đó, đây hàng mình trưng phong thủy nha. Đó, sang năm cũng là năm gồng rồi. Đó, bình này thì đắp thành nguyên một con gồng dài luôn. Đó, bà con mình xem khá là đẹp nha, mang tính chất phong thủy. Giao lưu bà con mình chiếc ché này em giao lưu là 2,2 triệu. Số 13 thì em có một cái bình đựng chè nè, mình đựng trà đó, gỗ gõ. Cái này thì nó gọn nhỏ hơn như cái trước em giao lưu với bà con mình, rất là to đại nha. Đó, chiều cao này em đo 21, miệng có đường kính 10 phân, chất liệu gỗ gõ, được cẳng cái tích là trúc lâm thất hiền nha. Ốc thì theo thời gian 5 tháng nha. Đó, gỗ gõ liền nguyên khối. Đó, cái hộp đựng chè này giá em giao lưu là 2 triệu cho bà con của mình, 2 triệu đồng nha. Trên là từ tích ngũ phúc năm con dơi nha. Ở những mặt hàng này bên em thì bao ship tận nhà và cứ kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng luôn. Có vấn đề gì liên hệ bên em để hỗ trợ tư vấn thêm. Mã số kế tiếp số 14. Đây là một bộ tranh gốm sứ Tàu, tích là thập bát la hán trong truyền thuyết nha. Khung gỗ Tàu luôn, gỗ rất là tốt nha. Tổng cái chiều dài 4 tấm thì em đo là 64 gữ. Chiều cao thì chiều cao tổng là 28 nha. Độ dày của nó là 2 phân. Về bà con mình treo lên tường, bắt lên tường giúp em. Đó, thập bát la hán này có giá em vô lưu là 1,3 triệu. Đó, 1,3 triệu đồng, bên em bao ship toàn quốc cho bà con mình. Số 15 thì em có một bộ điếu bát tàu được bọc đồng nè. Hàng này nói chung cũng có tuổi đời nha bà con. Đó, bà con mình xem tầm 30-40 năm. Đó, hàng cũ, ống thì ống đồng kèm theo của nó luôn. Chiều dài cái ống đồng này thì khoảng là 37, chiều cao cả cái điếu bát này luôn là 15 nha. Đường kính nó tầm 18 thôi. Đây, cái bát được bọc đồng nhìn rất là đẹp và sang nha. Đó, chôn đế đây. Đồng này theo thời gian 5 tháng rồi. Đó, đầy đủ, còn đầy đủ combo của nó, về mình vệ sinh mình xài sử dụng nó thôi là mình có thể xài được luôn. Đó, bọc đồng rất là kỹ cả đế luôn nha. Cái bộ này giá em vô lưu chỉ 1 triệu thôi nha, 1 triệu đồng cho bà con của mình. Và mã kế tiếp này số 17, một bộ ấm trà gồng chất liệu cũng bằng đồng, nặng là gần 1,5 kg, 6 cái ly, một cái ấm và một cái khay. Tổng cái chiều dài 22, chiều cao cái ấm là 13, chiều dài ngang cái ấm lên tới là 18 luôn nha. Đó, ly bà con mình xem đây, ly thì nó gọn nhỏ vừa thôi, nhưng mà chất liệu là đồng xưa hết nha. Đó, bà con mình xem từ ấm tới ly nè. Đó, mấy cái này thì hàng đã theo thời gian 5 tháng hết rồi. Đó, mình sưu tầm về mình trưng bày trong đề co cũng vẫn đẹp. Đó, nguyên bộ này giá em vô lưu là 2,2 triệu nha, 2,2 triệu đồng. Đồng này về bà con của mình ra ngoài thợ họ đánh, họ sơn, họ đánh cái màu đồng, là những người đánh lư á, họ chà ra màu đồng vàng thì rất là đẹp nha. Đó, và tác phẩm này cũng là cuối clip ngày hôm nay. Đồ xưa Lê Nguyên cũng xin chân thành và mến chào bà con nha. Rất cảm ơn bà con mình đã xem kênh, ủng hộ kênh. Thì cũng em cũng còn một cái bộ ghế lớn nữa. Đó, thì em cũng giới thiệu cuối clip bà con của mình sơ lược qua. Thì clip sau em sẽ mà giới thiệu bà con mình trong cái clip sau nha. Một cái bộ là rất là đẹp nha bà con. Đó, củ lông bắt tiên nha. Đó, bộ này dạng bộ đại nha bà con, chạm đục thủ công luôn nha. Đó, thì clip sau thì bà con mình nhớ đón xem và theo dõi. Đó, để sưu tầm những mặt hàng bà con mình có nhu cầu cần thiết nha. Cuối clip vẫn chúc sức khỏe bà con mình rất là nhiều, xin hẹn vào những clip tiếp theo ạ. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại với bà con của mình nhé. Các bà con theo dõi kênh thấy hay hãy bấm like, đăng ký và chia sẻ ủng hộ tụi em nhé bà con. Mến chào ạ.